triển lãm cây cảnh nghệ thuật. Mời quý vị và các bạn tham quan và thưởng lãm. Bên trong khu nhà bạc này là những cây nhỏ và những cây tầm trung. Bây giờ quý vị các bạn sẽ xem một số cây và cảm nhận nhé. Rất nhiều cây đẹp, đặc biệt, lạ và quý. Cây đầu tiên chia sẻ là cây si nhé. Cây si này trồng trong một cái chậu cũng rất là cũ rồi. Thông tin của chủ cây này. Chiều này mới là chiều chính. Si nhé, triển lãm vật này thì có rất nhiều những cái si đẹp. Thông tin của chủ cây nhé. Đây cũng là một cái si này. Trồng một cái chậu mỏng rất là đẹp. Bên trong này có cây rất là đặc biệt nhé, rất là hay. Để quý vị các bạn xem nhé. Cây này thì có lẽ cũng mới cắt lá làm lại răm. Bộ răm được ở chủ cây làm rất là kỹ, nắn nót từng chi tiết. Quý vị các bạn xem đường chuyển nhé, làm kỹ như thế này. Chỗ này làm rất là 3D, có những cái bông âm, bông dương, làm rất là chi tiết và đẹp. Và cái điểm quý ở cây này thì đây là một cây rất là già, nu, rất nhiều những cái nu cục nó trôn chảy như này. Bông dăm thì mới nhìn thì chúng ta cảm nhận đây là một cây được làm rất là kỹ rồi. Thế về cốt cách, những cái đường chuyển và cút giật được làm rất là ngắn, làm rất là chi tiết như này. Giật lên tận chi dăm như này nhé. Cổ ngọn là giật lắc như này. Cây nu, cây nó chảy. Cây này một số nhà vườn gọi là nhè thân nhé. Cái da cây nó chảy ra như này là nhè. Cái còn nó xù xì này chỉ đơn giản nó là cái nu thôi. Còn khi nó chảy ra như này thì các nhà vườn gọi là nhè thân. Cây cơm nguội rất là quý như này. Một cái tay cảnh đường to lắc rất là khó. Chiều kia đẹp, sang đến chiều này nhìn rất là phê. Bông dăm làm rất là tuyệt vời, làm rất là tỉ mỉ chi tiết như này. Nụ thông tin của chủ cây nhé. Cây cầm nguội, thông tin của chủ cây này. Cây này mà thêm một chút một chỗ này nữa thì không còn gì để nói. Về cơ bản thì đây là một tác phẩm rất là tuyệt vời. Công nguội thì ở bên Trung Quốc rất là nhiều, cũng không hiểu về lý do phong thủy hay lý do gì mà bên Trung Quốc họ chơi rất là nhiều cây công nguội. Chỗ này có một cây phong dáng á trực, cây được làm rất là cool. Bên Nhật thì họ có một kỹ thuật rất là đặc biệt, cây được làm rất là cool và lại không có sẹo, cực kỳ cô luôn. Họ nuôi thần chậu lâu năm mà những cái vết sẹo nó bo rất là tốt, cả cái vết cắt to này nó bo hết này.
đâu. Thông tin của chủ cây nhé. Đó là Cương à? Vâng. Mang cây nào đi không? Mấy cây thôi. Vườn em ở đây. À. Tham gia ở đây. Xanh này, những cây này truyền thống của miền Bắc. Cây này thì kết hợp hài hòa giữa lối cổ và lối đương đại. Những cái bông tán được chia theo lối cổ, tán đĩa được làm rất là rõ ràng. Form cây với cái cốt cách của cây, cách chia cành thì lại làm theo lối đương đại. Cơ bản thì nhìn tác phẩm rất là đẹp mắt. Cây này thì biển cũng rất là sâu đâu, chưa nhìn thấy biển. Chỗ này cây xanh nhé, cây xanh. Cây này thì những nét đương đại nhiều hơn. Một cây xanh dáng làng, tổng thể tán được làm theo hình nón. Thông tin của cây này, chân đế sắp xếp rất là đẹp. Mọi người thích một kiểu, có người thích nó chia thật đều, có người thích nó tự nhiên hơn. Tay cành cây này thì được vươn rất là đều nhé, cả thân chính nhé, có những cái cành nó chia đều cho các phía. Về cốt cách của cây này thì nó mang nhiều dáng vẻ quốc tế. Các cái tay cành được vươn đều ra ngoài, nó gần giống những cái lối làm xi của Đài Loan. Đến bên ngoài thì nó lại có vẻ của Việt Nam nhiều hơn. Những cái bông tán làm, mặc dù nó không làm tròn như cái đĩa, nhưng những cái bông được chia các bạn nhé, chia bông. Các bông nhỏ sắp xếp với nhau tạo thành một tổng thể hình nón tự nhiên đẹp. Cây này thì là kết hợp hài hòa giữa phong cách cây quốc tế với cái lối làm truyền thống. Tuy nhiên thì có những một số anh em thì họ cũng làm kiểu này, nhưng mà bông tán hoặc những cái nét chi dăm họ phóng thì nó phiêu hơn. Mỗi cách làm thì nó có một cái nét đẹp khác nhau, nó còn phụ thuộc vào tay nghề của từng người và phụ thuộc vào cả sở thích của từng người chơi. Nhìn chung đây là một cây xanh cũng khá là đẹp. Tác phẩm hoa giấy kỳ đá này, tác phẩm này cũng rất là quen thuộc rồi. Cái nét nghệ thuật này kỳ đá rất là cao. Xanh này, à, chỗ này có một cái xanh ba vai rất là tuyệt vời. Cây này thì kết hợp hài hòa giữa lối chơi truyền thống và lối chơi đương đại. Cây xanh này tán cũng được chia theo lối tản vân, tán làm mỏng rất là đẹp. Thông tin của cây này, một tác phẩm xanh nằm điền ba vai lệch. Cái vai này nó hay vàng nhé, vai này đi từ dưới lên này. Cá nhân tôi rất thích cái vai lệch như này, một tác phẩm rất là tuyệt vời. Quý vị các bạn xem chiều khác của cây xanh này nhé, cái chiều này nhìn rất là phê này, một cây xanh nằm biển rất là già đẹp như này. Cây này chắc là giá trị kinh tế cũng rất là cao đây. Thân là méo, nó co lắc đẹp như này, phê.
Cây này là cây của chủ sở hữu là nhà vườn anh Cường này. Nhà vườn anh Cường là ở Ninh Bình. Tuy nhiên cái lối làm cây này không phải là cái lối làm cây truyền thống của Ninh Bình. Ninh Bình thì họ có rất là nhiều đá, những cây kỳ đá ở đấy thì nó có cái đặc trưng riêng. Nếu quý vị xem vài lần thì sẽ biết được cái lối làm cây truyền thống của Ninh Bình. Nhìn thân nó khô nó chun như này. Quý vị và các bạn tham quan lướt qua khu trưng bày nhé. Rất nhiều những tác phẩm đẹp. Xanh này. Răm được làm rất là rực rỡ. Du nữa. Bonsai quốc tế. Cây này là cây phong. Phong là đâu? Xì này. Mai chữ thì này. Cây này một tán rất là nét, dầm rất là dày, chi cành làm rất là rực rỡ. Một số cây cảnh nhỏ và tầm trung tại triển lãm cây cảnh nghệ thuật Long Biên đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Video cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn.